anh đồng kính chào quý khán thính giả, à, tôi là Đỗ Thái Nhiên chương trình bình luận thời sự của đài VNE TV kính thưa quý khán thính giả bình luận thời sự thứ nhất của ngày hôm nay có đề tựa chiến tranh công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc kính thưa quý khán thính giả à, ngày 7 tháng 8 năm 2020 tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cấm sử dụng tại Mỹ hai ứng dụng. Thứ nhất là TikTok, thứ nhì là WeChat. Hai ứng dụng này có công ty mẹ là TikTok công ty mẹ là ByteDance. WeChat có công ty mẹ là Tencent. Cái TikTok là một cái một cái app một cái ứng ứng dụng thường khi được dùng để sử dụng trong những vụ hát nháp hoặc là diễn những tuồng ngắn trong khoảng 15 giây ở đây thì giới trẻ trên dưới 20 tuổi thường xài còn WeChat nhắc lại là WeChat công ty mẹ là Tencent một trong những cái công ty công nghệ số lớn nhất thế giới WeChat này nó tương tự như là Facebook ở trung cộng trung cộng cấm xài Facebook và để lập ra cái WeChat để người dân trung cộng xài uh, lý do uh, đưa đến cái sự việc uh, cấm TikTok và WeChat là uh, lý do thứ nhất là uh, lý do uh, luật pháp luật pháp Trung Quốc đã uh, minh thị cấm đoán À, tất cả những à, công ty à, công nghệ à, làm việc à, có quốc tịch à, Trung Quốc thì à, phải à, tuân theo à, mệnh lệnh của nhà cầm quyền à, Trung Quốc. Luật của Trung Quốc ban hành năm 2017 à, nói rằng tất cả công ty của Trung Quốc có trách nhiệm cung cấp bất cứ tài liệu nào gom góp được từ thị trường thế giới để giúp cho đảng Cộng sản Trung Quốc củng cố hệ thống tình báo đây là lời uh, thông báo uh, của giáo sư tiến sĩ khương hữu lộc một chuyên gia kinh tế và tài chánh ở texas uh, đang uh, theo dõi những cái diễn biến uh, về tiktok và wechat uh, nói như vậy để thấy rằng uh, tất cả những công ty như hoa uh, vi uh, như uh, tencent hoặc là um, các cái app TikTok và vân vân à, họ luôn luôn khẳng định à, họ không liên hệ gì tới nhà cầm quyền Trung Quốc, họ à, kinh doanh độc lập nhưng mà rõ ràng Trung Quốc à, đã ban hành luật pháp năm từ năm 2017 bắt buộc tất cả những công ty à, công nghệ của Trung Quốc phải tuân theo mệnh lệnh của nhà nước và cung cấp những tin tức khi nhà nước đòi hỏi. À, lý do thứ nhì là à, TikTok à, làm một à, một app một ứng dụng à, dành cho giới trẻ à, để là hát nhái hoặc là để chơi các các cái loại à, loại game thì à, à, trên thế giới à, TikTok à, có tới 2 tỷ người à, sử dụng à, riêng tại Mỹ có 50 triệu người và à, cũng như Hoa Vi À, TikTok uh, thuộc công ty uh, TikTok và uh, thuộc uh, công ty Tencent đã uh, xác nhận là uh, họ không làm việc uh, cho chính phủ Trung Quốc. Nhưng uh, qua cái việc đụng độ giữa Ấn Độ với uh, Trung cộng uh, trong những ngày vừa qua, thì uh, tin tức uh, tình báo uh, cho biết là à, bên phía à, Trung Quốc đã thông qua tiktok à, lấy được những tin tức, những à, di những di chuyển của quân đội Ấn Độ à, và à, từ đó à, Ấn Độ đã à, mạnh mẽ à, cấm à, tiktok không được à, à, được được à, áp dụng à, tại Ấn Độ và nhớ rằng tới à, 43% dân số Ấn Độ đã xài TikTok. Điều này cho thấy rằng về mặt lý luận, về mặt luật pháp cũng như về mặt thực tế sinh hoạt của những app công nghệ số của Trung Cộng đều phục vụ cho ngành tình báo của Trung Cộng. Đó là hai lý do căn bản khiến, khiến cho Tổng thống Trump ngày 7 tháng 8 đã ký xác lệnh hành pháp ngăn cấm hai công ty này. Tin cũng cho biết là Tencent là công ty công ty mẹ của WeChat lớn hơn Huawei nhiều lần và 2 tỷ người trên thế giới đã sử dụng TikTok, trong đó nhắc lại là có 50 triệu người Mỹ. Cái lệnh cấm này theo CNBC làm cho chứng khoán công nghệ của Trung Cộng trên trên sàn chứng khoán Hồng Kông mà bay hơi 100 tỷ Mỹ Kim. Điều này cho thấy rằng cái tác dụng ghê gớm của lệnh cấm đối với TikTok và đối với WeChat. Kế đến nữa là những tin tức về Ấn Độ là một bằng chứng cụ thể để cho thấy rằng ở Trung Cộng công nghệ số nói riêng và tất cả những ngành nghề khác nói chung đều nằm dưới quyền chỉ huy cứng đánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy không có vấn đề các doanh gia của Trung Quốc làm việc độc lập đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những bằng chứng vừa trình bày à, cho thấy rằng cái à, chiến tranh công nghệ số giữa Mỹ và à, Trung Cộng à, nó khốc liệt, nó lan tỏa à, mạnh mẽ hơn là à, chiến tranh thương mại mà chúng ta đã chứng kiến à, trong à, năm vừa qua. Kể, kính thưa à, quý khán thính giả, mặc dầu à, à, tin tức cũng như là những bằng chứng uh, cho thấy TikTok đã làm công tác tình báo tại Ấn Độ, uh, báo Lơ Mông của uh, Pháp vẫn uh, đưa ra một uh, lời bình luận uh, không uh, không thuận lợi cho sự việc uh, cấm TikTok uh, uh, được uh, uh, sinh hoạt tại Hoa Kỳ. Báo Lơ Mông cho rằng uh, 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 những cáo buộc về nguy cơ gián điệp thu gom dữ liệu cá nhân phục vụ chế độ trung quốc không phải là chuyện viễn vong luật lệ trung quốc buộc các công ty internet không những phải trả lời mọi yêu cầu của cơ quan tình báo mà còn phải giữ kín những sự việc này nhu cầu ngăn chặn nỗ lực thẩm nhập của chế độ độc tài vào thế giới phương tây là điều cần thiết nhưng cách làm thất thường của tổng thống Trump chỉ càng thúc đẩy nhanh và một cách nguy hiểm làm cho tình trạng lệ thuộc vào nhau giữa hai siêu cường vốn bảo đảm chung sống hòa bình bị nguy hại. Báo Le Monde rõ ràng đã đưa ra một lời trách cứ rằng là sự việc tổng thống Trump ngăn cấm TikTok và WeChat đây là một hành động thất thường mặc dầu là cần thiết nhưng lơ mông không có đưa ra những bình luận chi tiết thế nào là thất thường kính thưa quý khán giả bất kỳ một sự việc nào một quyết định nào bao giờ cũng có nhiều hậu quả khác nhau chẳng hạn trong cái cuộc chiến hoa kỳ nhằm vào công nghệ số của trung quốc thì một mặt là an ninh của quốc gia hoa kỳ một mặt là quyền lợi kinh tế thương mại nhưng rõ ràng vấn đề an ninh của quốc gia hoa kỳ là vấn đề ưu tiên một dù có bị thiệt hại về kinh tế thương mại cũng phải chấp nhận bởi vì an ninh của quốc gia là số một tuy nhiên cái lời bàn của báo lơ mông rõ ràng là không À, không công bằng à, có tính thiên vị à, có tính à, binh vực cho quyền lợi của trung quốc à, với lý lẽ rằng à, những à, tấn công của hoa kỳ vào à, công nghệ số của trung cộng làm cho cái cuộc à, chung sống hòa bình giữa à, hoa kỳ và trung cộng à, gặp khó khăn à, điều cần đặt ra là à, trung cộng à, đã quấy phá cái cuộc à, sinh hoạt giữa trung cộng đối với thế giới chứ không riêng gì đối với Hoa Kỳ trong nhiều năm vừa qua vì vậy cái hành động quấy phá này quấy phá về về, về mọi mặt về biển đông về Covid 19 về thương mại về công nghệ số vì vậy cái việc mà uh, chấm dứt uh, hành động quấy phá của trung cộng là khẩn cấp uh, cho nên nếu có gây ra những thiệt hại nào thì chúng ta uh, đành phải chấp nhận uh, và với nghi nhận rằng không có một quyết định nào mà chỉ có lợi một mặt và hoàn toàn không bị thiệt hại bất kỳ mặt nào khác đó là cách mà người ta trong sinh hoạt dân chủ đa nguyên mỗi khi xảy ra một sự kiện thì có nhiều lý do bên có chống có tuy nhiên đôi bên phải nhìn ra đâu là ưu tiên của công việc và phải đồng thuận cái ưu tiên của công việc cần phải được đưa đẩy sớm và chấp nhận những cái thiệt hại xung quanh cái công việc đã được gọi là ưu tiên à, kính thưa quý khán thính giả à, đề tài số 1 của bình luận thời sự hôm nay tới đây là à, chấm dứt à, Đỗ thái nhiên trân trọng à, kính mời quý khán thính giả đón nghe bình luận thời sự số 2 đồng thời xin à, quý khán thính giả nhấn bấm subscribe à, mỗi cái subscribe của quý vị sẽ giúp cho à, bình luận thời sự tới máy computer của mỗi quý vị trong những chương trình sắp tới trân trọng kính chào tất cả quý vị